Hiện nay, nông dân trồng khoai mỡ thuộc vùng Đồng Tháp 10 của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang vào mùa thu hoạch rộ. Và so với những năm trước thì vụ khoai năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, giúp nông dân tăng thêm thu nhập. Đây là diện tích khoai đang thu hoạch của gia đình ông Trương Văn Xiếm ngụ thị trấn Thạnh Hóa. Gia đình ông Xiếm trồng khoai mỡ với diện tích 4 ha. Vụ mùa năm nay thời tiết thuận lợi nên khoai mỡ có năng suất cao. Hiện khoai mỡ đạt năng suất 15 tấn trên 1 ha và giá bán 15.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, bón phân, ông Xiếm thu lãi hơn 100 triệu đồng 1 ha. Khoai này tôi trồng đây là mấy chục năm rồi. Hai vụ trước là bị thất bại giá, hai năm nay mới có đặng giá, dân mới phấn khởi được. Còn đây là diện tích khoai của bà Nguyễn Thị Bé ở xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa. Vụ khoai năm nay bà Bé trồng được 3 ha, nhờ chăm sóc chu đáo, năng suất khoai đạt 20 tấn 1 ha. Chúng lớn vụ này bà Bé lãi hơn 500 triệu đồng và đang chuẩn bị cho vụ mùa tới với diện tích tăng hơn. Tình hình năm nay thì người dân nói chung cũng phấn khởi lắm. Được giá mà lại phai thì cũng không có tệ, không có thấp, cũng trung bình. Mà giá thì nó nâng gấp 2. Vụ khoai mỡ năm nay, huyện Thạnh Hóa trồng hơn 2.700 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Thủy Đông, Thạnh An, Thủy Tây, Tân Tây và thị trấn Thạnh Hóa. Khoai mỡ là một trong những cây chủ lực phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay nông dân bán được khoảng 14-16 ngàn ký. Với cái giá này thì nói chung là nông dân năm nay rất là phấn khởi, có cái lợi nhuận cao, mặc dù là cũng có ảnh hưởng một phần của dịch bệnh, tuy nhiên thì nó cũng không có đáng kể. Thì để ráng cố gắng trong cái thời gian tới thì bị cây khoai mỡ là một trong những cây chủ lực của huyện. Trong thời gian qua thì huyện cũng tạo mọi điều kiện để phát triển cũng như là giữ vững ổn định cái khoai này. Ngành nông nghiệp huyện đang tăng cường khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình thâm canh hiệu quả cao. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa vừa quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, bến kè cho sản phẩm khoai mỡ của tỉnh Long An. Hiện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang hỗ trợ huyện xây dựng chỉ dẫn địa lý khoai mỡ để giữ vững thương hiệu và tiêu thụ ổn định hơn.